Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Hôm nay cây mỹ vàng ảnh nở bung cái nụ rồi nè cả nhà. Em review ngắn lại cho cả nhà xem. Đây là cây mỹ vàng. Ở dưới này ảnh cũng có một nụ trên đọt nữa. Mỹ vàng, cái màu vàng rất là tươi luôn, cho nên ảnh đang rất là được ưa chuộng trên thị trường nha cả nhà. Đấy, và đây là những cây mỹ vàng cây con. Cái cây mỹ vàng con nha cả nhà. Rồi cả nhà yêu thích đó thì cho em xin một like, và đặt hàng thì liên hệ số điện thoại em để trên tiêu đề ạ. Rất là tươi.